Làm sao để tăng chỉ số EQ được ạ? Em không có tăng được chỉ số EQ, em chỉ có thể làm cho em thông minh hơn bằng cách em đọc sách và em học nhiều thôi. Tại vì cái EQ mỗi người nó trung bình, nó từ 40 cho tới cái người chỉ cao nhất thế giới cũng 50 mấy 60, và những cái đó người ta đã phát hiện ra rồi là tất cả mọi người trên thế giới, thậm chí cái người quét rác, chị không có nhìn xuống những người quét rác nha, chị đang nói là những người làm cái nghề tầm thường nhất, ví dụ như bác bảo vệ rồi giữ xe, tất cả những cái nghề đó họ vẫn có thể thay đổi cuộc đời của họ thành cái người giàu được. Cái vấn đề không phải là ở cái EQ, mà cái vấn đề là ở cái tiềm thức của em có chấp nhận được là mình sẽ phải đánh đổi nhiều thứ để đạt được cái đó không? Em có vượt ra khỏi cái comfort zone, có nghĩa là cái vùng an toàn của em, cái nơi mà em cho nó là cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, rồi cái này là bình thường đó em. Tại vì có đôi khi người ta ở cái vùng an toàn quá, người ta có cơm ngày ba bữa, người ta có ba má thương, người ta có vợ chồng thương, người ta có tiền đủ sống, người ta sẽ không có nhu cầu thay đổi cho đến khi tự nhiên sóng gió đến, cho đến khi tự nhiên thằng chồng mới đi ngoại tình, bây giờ không có tiền nuôi con, người ta tự nhiên mới bật dạy, người ta mới bắt đầu đi học thêm cái này cái kia, mới kinh doanh, mới kiếm ra tiền. Cuộc đời nó mất dạy vậy đó mấy đứa nè, có nghĩa là em phải đợi một cái gì đó tát vô trong mặt em rồi xong em mới học. Còn nếu không em sẽ không bao giờ học. Chị Nhi đã bị tát vô mặt rất là nhiều, chị My Nhi đã bị bầm dập rất là nhiều, cho nên bây giờ chị Nhi đã rút kinh nghiệm. Chị Nhi không còn cái suy nghĩ đó là mình đợi nước tới chân thì mình mới nhảy, ví dụ như vậy. Nếu mọi người hỏi chị Nhi là chị Nhi có biết trước là Covid nó đến rồi những cái chuyện này đất nước thay đổi hay không, rồi sao chị Nhi vẫn tỉnh bơ như vậy, thì câu trả lời của chị Nhi là chị Nhi biết. Chị Nhi chỉ không biết nó là cái dịch làm cho economy, có nghĩa là cái nền kinh tế thế giới chấn động thôi, nhưng chị biết là cái thị trường thế giới nó sẽ bị crash, tiếng Anh nó gọi là crash, có nghĩa là tiếng Việt nó gọi là bị sụp đổ, có nghĩa là tất cả những cái gì nó leo thang một ngày nó sẽ rớt xuống. Chị Nhi chỉ không biết là khi nào, chị Nhi chỉ không biết là lúc nào, nhưng chị Nhi luôn ở trong tâm thế chuẩn bị, tại vì bất tất cả những cái người thầy mentor của chị Nhi đã nói với chị Nhi rồi, hơn 10 năm nay thế giới không có crash, thì cái crash này nó sẽ là history của lịch sử của thế giới, nó sẽ làm chấn động ở thế giới, và nó sẽ làm mạnh hơn cả cái vụ 2008 hay là cả 20 30 năm về trước, tại vì nó đã bị inflation, có nghĩa là cái tiền á, cái mệnh giá tiền nó đã bị đẩy lên quá mức, tiền nó không có cái giá trị thật như vậy, nhưng mà bởi vì người ta tham nhũng á, tiền nó lên 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 rồi. Nói chung là như bắt đầu vô cái phần hơi sâu rồi đó, nếu mấy đứa không có kiến thức rất là khó. Ok, trở lại những cái câu hỏi đơn giản, cách chị Nhi rèn luyện sự bình tĩnh và kiên nhẫn là như thế nào, thì rèn luyện thôi em. Ví dụ như bình tĩnh thì như chị Nhi nói á, là em phải thở. Thở là cái mọi người hay quên lắm, mỗi lần ai làm cho em điên cái gì là hít vô thở ra. Ok, thở là cái mà đôi khi mình quên mất, để cho mình bình tĩnh lại, không có trả lời liền, không có nóng giận liền, cho bản thân mình vài phút để mình hít thở để mà mình tỉnh lại. Ok, cái kế tiếp kiên nhẫn. Kiên nhẫn thì nó là một cái mà em phải chỉ nhìn vô cái lý do tại sao em muốn làm cái em muốn làm thôi. Rất là nhiều người người ta bỏ qua cái lý do tại sao, tại nên chị Nhi luôn hỏi mọi người là tại sao em muốn giàu, tại sao em muốn có tiền nhiều hơn, tại sao em muốn hạnh phúc hơn. Em muốn hạnh phúc hơn có nghĩa là bây giờ em không hạnh phúc hả? Em muốn có tiền nhiều hơn có nghĩa là bây giờ em không có tiền hả? Hay là thật sự em đã có tiền rồi em chỉ muốn có nhiều tiền hơn? Hai cái đó nó khác nhau nữa. Ok, thì kiên nhẫn nó đòi hỏi từ cái chuyện là em phải biết được cái lý do bự, cái lý do to bự của cuộc đời em là tại sao em muốn những thứ em muốn. Ok, tìm cái lý do to bự đó đi nghe không. Bán hàng sang nước nào làm cũng được đúng không chị, sang nước ngoài bằng cấp Việt Nam không có giá trị gì hết. Ừ đúng rồi em, nếu như em là một người bán hàng giỏi và em là một người bán hàng chuyên nghiệp, em biết tiếng Anh thì bảo đảm với em có thể bán, em có là có thể làm cold calling, có nghĩa là em có thể gọi điện bán hàng, thậm chí em có thể ở Việt Nam và em cũng có thể gọi điện bán hàng nếu như em thật sự rất là giỏi. Tại vì chị Nhi có những người bạn người ta rất là xuất sắc, người ta ngồi đâu người ta làm mẹ ở nhà cũng vậy, người ta có thể gọi toàn cầu, người ta có thể bán hàng được. Và bây giờ nó đã có Zoom call rồi, nó đã có rất là nhiều những các công ty người ta cần em hỗ trợ chăm sóc khách hàng, nó không còn như hồi xưa nữa đâu. Bây giờ người ta đã ok với cái chuyện là em gọi qua video và em nói chuyện rồi. Ok, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc là hai cái thứ mà mấy đứa sẽ có rất là nhiều cơ hội. Học tiếng Anh vô đừng có lười. Em có áp dụng cái tắm nước lạnh sau tập thể dục đó, đầu tiên rất sợ nhưng tỉnh táo lắm. Đúng rồi em thích đúng không, chị cũng vậy, sáng chị thích tắm nước lạnh đó. Tập thể dục xong á hả, em tắm nước lạnh xong là đầu của em nó được tập luyện theo một cái kiểu khác đó. Có nghĩa là em không có suy nghĩ theo cái trong cái vùng comfort zone, có nghĩa là cái những cái vùng thoải mái của em không còn nữa, tại vì em vừa mới thử một cái gì đó wow lạnh vậy nhưng mà thích quá, có nghĩa là em đã biết được là
em vượt qua được cái nỗi sợ của em, đúng không? Tiếp tục nha, đừng có bỏ nha, không cứ sáng sớm tập thể dục xong tắm nước lạnh. Làm sao để nhanh nhẹn hơn với em đi làm thêm miết mà toàn bị người ta chê chậm tội nghiệp ghê. Chị cũng có thằng em như vậy cho nên chị hiểu, cũng khó lắm tại mình slow hơn những người khác, mình hơi chậm chậm hơn người khác. Chị Nhi nghĩ là nếu như em đi làm, chị không biết em đang làm cái ngành gì mà em bị chê, thì em có thể nếu em thấy cái này em làm chậm thì em coi cái nào khác trong cùng cái chỗ làm đó em làm nhanh hơn, thì em ra đó em làm xong em offer với họ, là em nói với họ, em kêu là cô chú ơi con làm cái này chậm, cho con làm bên góc này, bên này con làm nhanh hơn. Ví dụ như vậy, công việc cũng vậy. Và nếu như em cảm thấy em làm riết mà em chậm riết mà em không có nhanh được, thì có thể cái công việc này nó không có thích hợp với em. Ví dụ như chị là một người rất là chậm về con số với máy móc, nếu em mà bỏ chị vô phòng bàn giấy chị cũng sẽ chậm như vậy, nhưng mà nếu em đẩy chị ra ngoài đường chị sẽ rất là nhanh, chị sẽ biết cách nói chuyện với người này người kia. Có đôi khi á, bắt con cá từ dưới nước đi lên leo cây, bắt con khỉ đi xuống bơi nó không được. Cho nên em như chị như mới nói lúc nãy đó, công việc của em nếu em không làm được mà em thấy nó không có thích hợp thì em nên tìm những cái công việc khác và tiếp tục trải nghiệm và tiếp tục học cho tới khi em biết được em thích cái gì. Nếu như trên đầu ngón tay mà mấy đứa không đếm được là mình làm bao nhiêu công việc mà chỉ có một công việc duy nhất thì chưa có đủ trải nghiệm. Cái đó là những nói thiệt, ok. Rùa thắng thỏ trong đời thật liệu có thể tồn tại không? Mà có chứ em có chứ sao không. Chị có một những người bạn như vậy, chị biết chị có bạn làm trong em biết là scientist đó, là những cái người mà làm về khoa học á, khoa học rất là chán đúng không? Em nghe lại nó thấy nặng rồi. Nhưng mà ảnh cứ làm miết một cái công việc đó trong 40 năm và bây giờ ảnh vẫn tiếp tục làm cái đó và rất là giàu, tại vì ảnh đi đào những cái mỏ vàng với lại đào những cái mỏ dầu á, và tìm được cái khu nào có dầu, khu nào có vàng. Em nghĩ những cái đó có tiền không có chứ, nhưng mà họ chán thấy bà luôn à. Họ đi rất là chậm nữa, họ làm từ từ. Nhưng mà một khi họ tìm được một cái mỏ vàng, họ tìm được một cái mỏ dầu, họ thắng con thỏ rồi đó. Thấy không? Nó có chứ. Nên cái đó nó gọi là skill, cái tài năng của mỗi người. Chỉ có bạn cũng vậy, chỉ giỏi cái chuyện photograph thôi. Chị đây chị rất là giỏi chụp hình, từ từ chụp miết 20-30 năm, bây giờ chị là cái top chụp hình hàng đầu trên thế giới đó. Con rùa nó chạy chậm chậm nhưng mà nó thắng. Còn những người đi vô chụp hình 2-3 năm chán đi ra bán máy rồi xong, họ ở đâu bây giờ em đâu biết đâu, thấy không? Thì đó là có những cái chuyện là rùa vẫn có thể thắng được họ chứ, bởi vì họ kiên trì, họ làm một thứ và họ biết họ làm cái đó tốt, họ không có nản, họ tiếp tục, họ nâng cao. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe kênh. Cũng như nếu bạn là lần đầu coi, nhưng không nghĩ là lần đầu đâu, toàn là người cũ hết rồi. Còn những người cũ rồi thì tự giác đi nha, like cái video này rồi xong chia sẻ cho nhiều người coi nữa nghe không.